nữ diễn viên Ngọc Anh đang thu hút nhiều sự chú ý với vai diễn Y tá Ngọc ở Phố trong làng. Đặc biệt, trong những tập gần đây, nhân vật Y tá Ngọc còn gây tranh cãi bởi hình ảnh gợi cảm trên phim. Khi không mặc áo blues, Ngọc thường xuyên xuất hiện với những chiếc áo rộng cổ hoặc bó sát, khoe vóc dáng gợi cảm. Đáng chú ý, ngoài đời, Ngọc Anh cũng được biết đến với hình ảnh nóng bỏng, sexy tương tự. Cô không ngại khoe những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân của mình. Được biết, Ngọc Anh sinh năm 1995, từng học trường công đoàn và xuất thân là một người mẫu ảnh. Là một diễn viên tay ngang, đồng thời cũng là một gương mặt mới, nhưng Ngọc Anh đã được các đạo diễn tin tưởng giao cho nhiều vai diễn nặng ký. Trước vai Y tá Ngọc của Phố trong làng, Ngọc Anh từng đóng chính phim Mặt nạ hạnh phúc cùng hàng loạt diễn viên gạo cội như nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, nghệ sĩ nhân dân Trung Anh, Mạnh Cường. Nói về công việc làm mẫu ảnh, đồng thời không ngại quảng cáo nội y, Ngọc Anh cho biết cô không bị định kiến thời trang là phải kín cổng cao tường mới đẹp. Về công việc quảng cáo nội y, nữ diễn viên nhắn nhủ mọi người hãy xem xét mục đích công việc, chứ không phải vấn đề thiếu vải của trang phục. Khi mục đích chính đáng thì thế nào cũng được. Tuy nhiên, Ngọc Anh cũng khẳng định rằng khi đã tham gia một dự án nào đó, cô cũng rất để ý hướng hình ảnh của mình sát với nhân vật. Nếu các dự án quảng cáo ngược lại với hình tượng nhân vật đang theo đuổi, thì Ngọc Anh sẽ không nhận vì cho rằng đó là thái độ tôn trọng với dự án của mình. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.